chào cô chú anh chị các bạn nghe bên đài Quang Tinh thì nha. Chị Lan xuống rồi nha. Chào chị Lan buổi sáng nha. Chào cô Lan buổi sáng. Đây chị Lan buổi sáng xuống cái nhà để chốt đơn nha cái nhà. Chút xíu nữa chị Lan đi công việc rồi cả nhà. Chút xíu nữa chị Long đi quận 12 ha. Để gọi anh lại chìm kia nhỉ. Anh biết luôn hả? Biết. Anh đâu có biết đâu. Anh thư võ hài võ đó rồi. Anh có nghe thông tin gì mới không? Không. Không nghe hả? Giờ chị Long lâu mà không nói được. Hai lò mình có thì mua kẹo hay nghe ra thơm rồi. Chính 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 lò lúc nào cũng chính chính. Lò lúc nào cũng cà phê ha, sáng cà phê sữa đá. Thì lò rất là vui luôn. Vui lâu hết. Chuẩn bị beauty bơ nha cô nhú vậy. Hôm sớm hôm nay cô vợ chồng của bánh nước gặp Mai nè. Rất nhiều khách đến ăn nè cả nhà. Khá cả nhà. Vô quay mà nói cái miệng bô chị lo như vô mất tiêu à. Baby chuẩn bị đi bơi. Điều kiện bị đi bay chứ bay mở quá quá. Bị sáng nay bị đi bơi ha. À bị mới hết tóc rồi mọi người ơi. Bị mới hết tóc nè. Bèo đi bờ bèo. Trong cái hồ bơi nhỏ vui. Ừ. Lại ọc nước. Ở chỗ em có cái hồ bơi đã lắm. Hồ bơi người lớn là nó dài cũng 100 mét á. Nó rộng cũng 50 mét. Có hồ bơi để nhỏ. Ở trong siêu thị á là thu nhỏ. Không, cái này ở ngoài khu chơi luôn. Đi bèo đi bờ hả? Nó khoái đứng đó, để cho nó đứng đó.
công đi. Xe đến rồi. Biu 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 biu. Bơ bơm. Hello chị đẹp. Oh, lâu ngày có bắt tay cái lấy cái hình nè. Quá trời trời, cô nước này gặp mai cô chú anh chị ơi. Quá trời trời đông luôn. Đi dạo đi sang máy biêu không à. Biêu biêu bẩm mâu luôn kìa. Biêu ơi, biêu. Biêu ơi, biêu. Sao hôm nay cô bên nước rất là đông khách ha, còn là người mẫu không ha cả nhà ha. Nguyễn Thị Minh Thái là khách nhất của chị Ni cả nhà. Hầu khách của chị Ni cũng chia sẻ rất nhiều nè. Chú Bủ hai vậy quá tệ, chú đĩa khóc lột phi phi bên trong đại diện trả lời. À, phi phi là cô Kim Thoa ha cả nhà. Chị Ni cũng chia sẻ như vậy. Phi phi với chị bên trong đại diện trả lời chú nên chú không nắm tình hình ấy chứ chứ cả sao cao số những có ở trong đâu. Chỉ người ta đại diện trả lời không mà bia phở hỏa tới đâu ú ào hớ đó cả nhà. Có nghĩa là khi mà mình tòa hỏi là nó chỉ ú ào á, còn bên trong đây mặc dù là một đơn nhưng họ tới đâu trình bà bằng chứng tới đó ấy, vậy mà ra khỏi cửa câu số lại với cái nét sáng sáng quả cớ cao cớ miệng dĩ an của ngoại quá trước mặt hải chồng hồng loan ha ha cười chết mà câu hỏi trả lời ở nhà cạo con được 2 năm. Con ghế yêu có thể cô nghe chưa cả nhà. Thì có một cái đoạn trích của Bùm Bùm đã like trong cái video của chị Ni nè. Nó mờ quá cô chú, thì không có thấy được. Thì em cũng chia sẻ cho cô chú về những cái thông tin cho cô chú biết tình tiết ngày hôm qua. Thì sáng hôm nay thì chị Hồng Loan cũng xuống dưới cũng vui tươi cười như mọi ngày thôi, buôn bán hàng điều điều nha cô chú anh chị ha. Nói chung thời ngày hôm qua rất là hot, mà bữa nay là rất là em đẳng định của chú chị. Còn vài ngày nữa tầm 10 hơn tuần nữa là sẽ tiếp tục lần hai để ra tòa ngay tới ngày đó. Chị Ni của chị Hồng Loan sẽ thông báo cho mình biết ngày nào tiếp tục là để ra giải quà. Chắc chắn là chị Ni Hồng Loan không giải quà chắc chắn rồi.
nếu một lần nữa dỡ hoài nữa thì bắt đầu là ra tà thôi, dọn thôi cả nhà. Chứ giờ biết là thế nào, người ta thua cũng 100% rồi, cho nên là họ cứ để kéo dài thời gian cả nhà, kéo dài thời gian chứ đâu có lắm muốn làm gì được. Thua là chắc chắn là thua rồi, cả nhà cũng thấy hiểu rõ được đó. Cho nên là cả nhà mình cứ an tâm. Những có thông tin gì mới thì em sẽ cập nhật cho cô chú anh chị các bạn trên kênh của Tin Miền Miền xem hiểu được biết hơn cả nhà. Cái chiếc xe màu xanh là chở khách nha cả nhà. Khách đến ăn cua bán nước nè, em bán nước đó, rồi sau đó là lên xe đi cả nhà. Chia sẻ cho cả nhà mình xem là buổi sáng hôm nay cả nhà, chứ video không có gì cũng tốn chị. Chiều cũng lo có đi đâu đi đó thì em sẽ quay cập nhật cho cả nhà mình xem. Thì anh Phương của Bùm Bùm cũng chở bé Bill đi bơi cũng tốn chị, một tuần một bữa đến hai bữa để tập bơi cho bé Bill nha cả nhà. Bill con của anh Phương Bùm Bùm rất là dễ thương.